hôm nay chắc cái sờ vòi đi Đắc Minh. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà. Trời ơi, lối đi của mình á, nó chật hẹp dữ rồi trời. May mình nhỏ nha. Đó, mình mà chỉ cần khoảng cỡ 65kg là trên đi cũng được, may mình có 55kg. Đội hình mình đông vui thế. Phải cào lúc nó mình, để thấy không? Chắc đầy luôn, cứ đầy hết xe luôn. Trống chỗ nào là nhét cho đầy kín hết luôn. Đây, mình dạo rồi nha, giờ mình đi coi phôi. Phôi thì khi nấm xuất đi như thế này, cấy trong vòng khoảng cỡ 7 đến 10 ngày thì mình sẽ đi. Rồi giờ mình sẽ coi kỹ. Rồi cho em quay một tí, từ từ cho em quay một tí cho để ra ngồi đó nó. Đây. Anh em thấy như thế này là nấm cho đi hết nha. Đây. Cấy trong vòng 7 đến 10 ngày là như thế này. Đó. Đây, cần coi kỹ hơn này, rồi này. Thì cứ như thế là đi, nên anh em cũng đừng có thắc mắc là sao bên chuyển nấm đi như thế này và hồi giờ đều đi như thế. Giờ có ai tìm bịch phôi già hiếm lắm, một là mua lẻ thôi. Đang mệt rồi đúng không? Đang mệt rồi. Đây. tài lái chưa gì hết mà anh đẩy kiểu như không được à? À nhở, chưa gì hết mà anh đẩy một phát là cắm đầu liền à. À, nãy giờ chắc được số lượng vàng nhiều rồi. Rồi, anh em nào có nhu cầu đặt phôi thì liên hệ số điện thoại 0946 879239. Đây, thôi gọi đây chi mà, quay ra luôn. Đây, số điện thoại đây. Đó đây. Anh em thấy rõ không? Rồi, 0946 879239. Rồi. Nói thì không nổi. Đúng không? Làm sao mà tắt nói luôn rồi. Khang rồi, khang á. Làm quá gì cô. Nó là gì cô á mà. Đây, sau 2 tháng nữa là sẽ có kết quả. Nắm như thế nào? Rồi, hôm nay nấm có theo xe lên trên đó, nấm sẽ review lại trại ở trên đất Minh, đất Nông cho cả nhà xem nha.